Xin chào Queen lại là mọi người đây. Để tiếp nối phim ảo ma quá nhanh quá nguy hiểm, hôm nay mọi người sẽ cho Queen biết thế nào mới gọi là đua xe, mà còn ở một đẳng cấp Ấn Độ siêu VIP Pro, nơi mà các tay đua bỏ qua mọi định luật vật lý. Mở đầu là cảnh hai người này đang chuẩn bị xúc than vào lò, thì bất ngờ chuông điện thoại reo lên, khiến người đàn ông bật dậy bắt máy. Phía sau lưng cô nàng vẫn đang ôm ấp ve vãn anh. Nói xong anh đứng dậy sửa soạn chuẩn bị đi đồ. Cô gái nổi cáu khi mà lò đang được xúc than thì lại hết củi. Bên này phóng viên đang tường thuật lại một vụ án mà xe tải hộ tống an ninh đã bị phục kích ở đây. Rất có khả năng đây là một vụ nổ do một băng cướp đi mô tô gây ra. Một người đàn ông cao to bước đến và có ý muốn vào bên trong hiện trường, thì gã to béo ngăn lại nói rằng đây không phải là nơi ai muốn vào thì vào. Không ngờ rằng trước mặt mình chính là thanh tra đảm nhận vụ án này. Ông ta mặt cắt không còn giọt nào, hô to vâng thưa sếp và dẫn thanh tra bước vào bên trong. Anh thanh tra bắt đầu xem xét tình hình và nhất định phải tóm được một đứa trong bọn chúng. Một đoàn xe mô tô lớn nhỏ đang rồ ga bốc đầu nhả khói mịt mù. Phía bên lề là cả một đám đông đứng cổ vũ và cá độ ai sẽ về nhất. Chặng cuối của cuộc đua, một chiếc mô tô màu vàng nhạt bất ngờ phóng vụt lên. Anh ta bốc đầu chạy chỉ còn một bánh sau bon bon trên đường. Anh nhổ người dậy đứng thẳng lên thân xe, giơ hai tay tận hưởng chiến thắng. Đúng chuẩn phong cách người Ấn Độ. Vì vậy vẫn chẳng em gái nào ngó ngàng đến. Đang phẫn nộ thì bất ngờ có một cô gái xinh đẹp bước đến, gọi tên anh ta và nở một nụ cười rạng rỡ. Hai người bắt tay nhau. Cô gái nói rằng mình chính là một fan mềm và muốn làm cứng chỗ ẻo lả của Ali. Vì yêu thích tài lái lụa của anh, nên cô gái ngỏ ý muốn hỏi anh về việc mua xe cho người bạn trai của mình. Gì vậy má, đi ra đi. Tưởng được xúc than vào lò, ai ngờ lại gặp cảnh trớ trêu này. Ali đang dạo trên đường bất chợt thấy một đám đông đang bàn tán. Anh dừng xe và đi đến hóng hớt xem có ai rơi đồ gì không. Hóa ra thanh niên này suýt đâm trúng con chó và mọi người đang bắt anh ta xin lỗi nó. Ali liền vào hùa với chị cái kia. Bỗng nhiên chú chó chạy vọt xuống đường. Anh vội chạy theo để ông chú chó lại, thì bất ngờ một chiếc xe lao đến đâm thẳng vào anh. Tỉnh dậy trước mặt anh là một cô gái xinh đẹp. Cô gọi anh là Honey, còn anh thì chẳng biết chuyện gì đã xảy ra cả. Cảm xúc của anh lúc này thật hạnh phúc biết bao. Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ bên cạnh người phụ nữ này. Chưa hạnh phúc được bao lâu thì chồng của nàng về. Người chồng nhăn nhó mặt mày bảo rằng trông anh ta không giống người đàng hoàng lắm. Cô vợ đưa một hộp cơm cho người đàn ông kia rồi chào nhau ra về. Trong căn phòng làm việc của trụ sở cảnh sát, người chồng bất ngờ nhìn thấy Ali qua những bức ảnh đua xe. Anh ta bắt đầu đi đến gara của Ali, rồi lấy cớ đưa hộp cơm để cố tìm ra manh mối gì đấy dù chỉ là nhỏ nhất. Tiếp theo giả vờ hỏi về các loại xe cổ và ngỏ ý muốn mua một chiếc. Thế là Ali đưa anh thanh tra đến chợ trời, nơi còn nổi tiếng hơn cả anh ta, để tìm mua xe máy mô tô. Tại đây người thanh tra bắt đầu chứng kiến những tệ nạn của xã hội. Anh va phải đại ca có máu mặt, rồi thách thức sự kiên nhẫn của hắn ta, đáp trả cú đấm của hắn bằng một cái bạt tai giáng trời. Chỉ trong giây lát bọn chúng kéo cả một đội quân cầm dao kiếm đến và đuổi theo hai bọn họ. Cả đất trời như quay cuồng. Khu chợ náo loạn cả lên, còn phía trước xe vẫn chạy bon bon. Đằng sau bọn chúng vẫn kiên quyết đuổi theo đến cùng và bao vây từ phía. Ngay lúc ngàn cân treo sợi lông nách, Ali dùng ngay tuyệt chiêu của mình. Anh bốc đầu lên không trung, rồi hả hê cười trong sự sung sướng. Trên đường đi về nhà họ nói chuyện với nhau nhiều hơn. Ali biết anh là cảnh sát và có vẻ rất ngưỡng mộ anh, bởi lẽ chẳng có tên cớm nào dám làm hành động như vừa nãy cả. Anh ta cho rằng cảnh sát là ngu ngốc. Nói rồi hắn đưa anh cảnh sát đến nơi làm việc. Xuống xe liền bị anh đấm cho một phát và lôi cổ vào phòng điều tra để đe dọa và bắt hắn khai hết tất cả những ai có liên quan đến vụ cướp. Thế nhưng đáp trả lại anh cảnh sát vẫn chỉ là sự hoang mang không biết bất cứ một cái gì của hắn. Đồng thời lúc ấy có điện thoại reo lên, thông báo vừa có một vụ cướp xảy ra. Bên này cảnh sát đang đuổi theo 4 chiếc mô tô. Trong cảnh này như bọn chúng đang dẫn đường cho cảnh sát vậy. Trong tích tắc 4 chiếc xe rẽ thành 4 hướng khác nhau, làm cho cảnh sát bị phân tán lực lượng khắp nơi. Càng tăng tốc thì càng cách xa bọn chúng hơn. Rồi bất chợt người đàn ông cởi mũ bảo hiểm ra ném mạnh về phía sau khiến xe cảnh sát ngã ngửa. Sau đó bọn cướp cũng mất hút vào hư không. Phía cảnh sát thì ăn hại không tài nào tìm thấy được dấu vết của bọn chúng, những vị trí đặt camera hay những hành động của cảnh sát. Bọn chúng đều biết hết và không để lại bất cứ manh mối nào. Về đến nhà anh thanh tra gặp phải Ali. Anh dọa sẽ cho vợ hắn biết rằng anh là một thằng chuyên nhảy xe của người khác. Ali sợ tái mặt lắc đầu xin được tha thứ và gọi anh là đại ca của mình. May mà không giúp anh phán thì khỏi về với vợ.
một người đàn ông lái chiếc xe hơi sang trọng trở về gara. Anh tóc dài thấy thế thích ngay và muốn được test thử con xe xịn sò này. Anh ta ngồi lên xe siêu tốc độ và cua gấp những đoạn nguy hiểm đến đáng sợ. Vừa giải thích về động cơ của chiếc xe, vừa lo sốt vó không biết mình sẽ rụng lúc nào. Bất ngờ anh ra hiệu lệnh nhảy ra khỏi xe. Chiếc xe mới tinh ấy lao nhanh về phía trước và rơi thẳng xuống vực. Anh cho rằng không ai được phá luật mà anh đã đặt ra, kể cả người đó có lại anh vì luật là luật. Ngay buổi đi làm đầu tiên, tại trụ sở Ali đã lập một chiếc sòng bạc mini với những người cảnh sát. Thế nhưng điều đặc biệt là cảnh sát càng chơi lại càng thua, trước người cất giữ những chiếc xe trộm cắp. Cuối cùng lại bị đại ca bắt được và nhận một cái đấm thẳng vào ảnh đại diện. Sáng hôm sau cảnh sát bắt đầu đi thăm dò tình hình. Anh cảnh sát to béo đóng vai người bán hoa, còn Ali thì trong bộ dạng của một chú hề. Tối hôm đó trong lúc đang rình rập kẻ trộm dưới mưa, Ali bất ngờ nhìn thấy một cô gái xinh đẹp. Xe của cô ấy bị hỏng và cô ấy muốn được giúp đỡ. Ali múa phải đường quyền giống như tất cả đều nằm trong sự hiểu biết của anh. Còn cô gái thì ngưỡng mộ anh và cười trong sự thích thú. Anh ta còn nhảy nhót theo điệu nhạc để quyến rũ cô ta. Phía bên kia anh cảnh sát đang lắc đầu ngán ngẩm. Sửa xong anh chào tạm biệt và cũng đến lúc cô gái phải rời đi. Ngày hôm sau bọn họ vẫn tiếp tục rình rập để truy tìm dấu vết của bọn trộm nguy hiểm. Với sự am hiểu sâu rộng với mô tô của mình, Ali bất ngờ nghe thấy được chuyển động của những chiếc xe. Thế là bọn họ nhảy lên xe lao đi truy tìm dấu vết của bọn chúng. Chỉ trong tích tắc anh đã truy đuổi được bọn chúng. Và giờ là lúc tài năng của Ali Abu được bộc phát. Ngay trong khoảnh khắc chiếc xe cứu hỏa chạy qua và bọn họ đã thành công băng qua toa nối của đoàn tàu. Anh cảnh sát ngồi sau đứng dậy cầm súng xả vào bọn chúng. Phát súng đầu tiên bắn sượt qua vai. Phát thứ hai thì hắn biết được đường đi của đạn nên đã né được. Phát thứ ba bắn trúng vào lốp xe khiến chiếc mô tô chao đảo. Thế là hắn buộc phải nhảy ra khỏi xe. Ngay lúc đấy đồng đội của hắn ta chạy đến hỗ trợ. Hắn nhảy vội nhanh lên xe. Bọn chúng tăng ga đá số chạy hơn 300 km/h. Khiến Ali và anh cảnh sát ngây người dõi theo trong bất lực. Trong lúc nghiên cứu về con xe mới của Ali, một cuộc điện thoại gọi đến anh cảnh sát. Đầu dây bên kia là của một thanh niên đầu sỏ của bọn cướp. Hắn ta truy hỏi cảnh sát rằng, tại sao anh ta lại có được một cuộc phỏng vấn truyền hình lớn đến vậy? Nhưng cảnh sát bảo không muốn nói chuyện với tội phạm qua điện thoại và sẽ hẹn hắn ta sẽ bàn kỹ hơn ở trại giam. Họ thách thức nhau và hứa hẹn sẽ khiêu chiến đến cùng. Nếu như thất bại, anh cảnh sát sẽ tự sa thải mình. Bước vào trung tâm thương mại, anh cảnh sát thấy ai cũng đáng nghi. Đang bước đi chậm rãi từ tốn, thì bắt gặp một người đàn ông đeo kính. Thế nhưng kẻ mù kia chính là tên cướp, mà hôm qua đã gọi điện thách thức anh cảnh sát. Anh đứng giữa đường như kẻ tâm thần lạc lõng mất phương hướng. Tại một đêm trình diễn ca nhạc với hàng trăm triệu khán giả, những điệu nhảy cuốn hút mạnh mẽ và đầy táo bạo khiến khán giả đung đưa lắc lư hết mình. Đồng thời lúc đó anh cảnh sát cũng đang đảo mắt, truy tìm dấu vết của cái cướp. Còn anh chàng trợ lý Ali lại hào hứng nhảy lên sân khấu, cùng hòa theo những điệu nhạc mạnh mẽ rung chuyển cả đất trời. Kết thúc đêm ca nhạc, anh ta tuyên bố rằng tất cả số tiền trong đêm nay đều được quyên góp cho một quỹ từ thiện. Thế nhưng khi hộp đựng tiền được kéo lên, trong hộp chỉ còn vài tờ bạc lẻ. Rồi bất chợt một đoàn chiếc mô tô của bọn cướp đặc biệt từ từ đi ra. Hắn đạp đồ thùng xăng rồi ném chiếc bật lửa về phía trước. Ngọn lửa bùng lên dữ dội, khiến mọi người ai nấy đều chạy tán loạn trong vô định. Bọn chúng chạy trước còn anh cảnh sát đuổi theo sau. Anh bắn 3 phát một vào tên kia và nhảy ra khỏi đám cháy. Sau đó anh nhổm dậy ngay tức thì, dồn hết tất cả sức lực và sự căm hận của bản thân. Bắn liên tục vào tên đi cuối cùng. Hắn ta ngã lăn đùng ra và bị bỏ lại phía sau. Mà không ai trong đám quân của bọn chúng hay biết. Anh cảnh sát bước đến bên kẻ đã bị mình hạ cuộc. Nhận ra rằng mình đã gặp tất cả bọn chúng trong tiệm mì xào. Sau đó anh lao nhanh đến chỗ Ali, rồi đi đường quyền vào ảnh đại diện đối phương, vì cho rằng chính hắn ta đã phản bội mình. Ali không chịu ngồi yên, bất ngờ phản công và chống trả quyết liệt.
trong một cuộc thi giành giải lưu hương vàng mở rộng. Người đàn ông đầu sỏ của băng cướp cũng đăng ký vào đua. Hắn ta xuất phát muộn hơn rất nhiều so với đoàn xe, nhưng vẫn quyết tâm đuổi đến cùng. Chỉ trong nháy mắt hắn ta đã đến ngay cạnh Ali. Và tăng tốc bứt phá trở thành người chiến thắng. Trước sự kinh ngạc của hàng vạn người, thể hiện luôn trình động bằng pha quay đầu xe và đắp đất bằng một pha xử lý tuyệt đẹp. Nhà cái trong vụ cá cược này như mèo húp được mỡ. Cuối cuộc đua anh ta cạ gẫm Ali vào biệt đội của mình rồi chim én đi. Sáng hôm sau theo lời hẹn Ali đến nơi và trò chuyện như người quen với băng cướp. Bọn chúng cam kết rằng sau khi xong vụ này thì chẳng ai sẽ còn dính dáng gì đến nhau nữa. Nhìn ra biển có một cô gái gợi cảm đang lái mô tô nước điều luyện và băng qua những con sóng dữ dội, làm Ali như gục ngã trước vẻ đẹp của cô. Anh chắp tay cảm ơn người mẹ ở trên trời đã mang cô gái đến với anh, nhưng cô ta đáp lại bằng sự phũ phàng và lạnh lùng. Mục tiêu tiếp theo của bọn chúng là một sòng bạc lớn nhất Ấn Độ. Họ bắt đầu xâm nhập vào hệ thống của khách sạn, người làm bồi bàn, người làm phục vụ, kẻ làm bartender, còn lại đóng giả làm hành khách du lịch đi nghỉ dưỡng. Nhưng điều bất ngờ là cảnh sát Giai và vợ cũng đến đây để nghỉ dưỡng sau khi anh từ chức. Mọi người lo lắng chần chừ rằng sẽ phải rời khỏi đây sớm hơn dự kiến. Nhưng ông trùm của băng cướp vẫn quyết định chiến đấu đến cùng. Đêm nay là một đêm giao thừa tuyệt vời. Mọi người nhảy nhót hát ca rất vui vẻ. Đồng thời lúc đấy bọn cướp cũng đã bắt đầu len lỏi được vào kho chứa bạc và hốt hết những cục tiền vào hành lý của bọn chúng. Khi đêm nhạc kết thúc, hai người lên xe với đống hành lý trá hình, còn lại đợi thời cơ thích hợp để chuồn ra khỏi khách sạn. Bất ngờ thay ánh đèn chợt tắt, khiến mọi người ai nấy đều hoảng loạn. Trên màn hình kia xuất hiện băng video, ghi lại tất cả những hành động phạm pháp của bọn chúng, mà người đứng đằng sau không ai khác chính là cảnh sát Giai. Cuối cùng tên trùm cabin đã chịu khuất phục trước người được đào tạo tên Giai. Thì ra anh ta đã cài Ali vào làm gián điệp. Cứ tưởng rằng mọi chuyện sẽ kết thúc tại đó, nhưng không, ánh đèn chợt tắt và bọn chúng bắt đầu lên xe mô tô và bỏ chạy. Ở một bối cảnh khác, Ali đang vui mừng thì bọn chúng quay trở về. Cabin đấm liên tục vào ảnh đại diện, rồi bọn chúng chĩa súng vào đầu anh. Chuẩn bị bóp cò thì bất chợt ở giữa dòng sông, có một người đàn ông cầm súng trên chiếc cano, nhắm thẳng tay cabin và bắn một phát súng chính xác đến từng mm. Người đàn ông ấy chính là anh cảnh sát nguy hiểm của chúng ta. Bọn chúng chạy lên xe để tẩu thoát. Riêng cô gái duy nhất của đám cướp vẫn ở lại với Ali. Cô gái ngọt ngào ấy như chìm đắm trong sự nam tính của anh. Ali lên cano để chơi bắt bọn cướp, còn cô gái ở lại chờ đợi người đàn ông của mình quay trở về. Bọn chúng đang tẩu thoát, thì bất ngờ chiếc cano của cảnh sát lao nhanh ra chắn ngang đường và bắn liên tục vào bọn chúng. Cuộc chiến giữa đường thủy và đường bộ y như trận chiến lịch sử của Sơn Tinh và Thủy Tinh trong truyền thuyết vậy. Họ băng qua đám lửa và dường như vừa được tiếp thêm sức mạnh của sự chính nghĩa. Càng chạy nhanh hơn, băng băng về phía trước, Giai móc vào chiếc xe container kia, rồi nhân cơ hội nhảy lên bám lấy vào đuôi xe. Chớ trêu thay là súng của Giai đã bị rơi xuống đường. Hai người chia nhau ra chiến đấu với bọn chúng. Ali đã loại bỏ được một tên cặn bã. Còn phía trên nóc xe, ông trùm và anh cảnh sát đang tỉ thí võ công Ấn Độ. Ali bên dưới vừa nhẹ nhàng hạ gục tên tiếp theo. Hai người trên nóc xe vẫn đang giao cấu nhau ác liệt. Khi này Ali leo vào buồng lái thế chỗ cho tên cướp, đến khi Giai bắt anh dừng xe. Chiếc xe vừa dừng lại thì cũng là lúc mà tên cướp cuối cùng kia lái chiếc mô tô của hắn bỏ chạy. Hắn quay lại nhìn anh cảnh sát Giai và Ali với gương mặt đầy sự khinh miệt. Cứ tưởng sẽ thoát được vụ này thì bất ngờ từ đâu hai người kia chặn cứng cả hai đầu. Ba người bọn họ đối mặt với nhau, rồi tên cướp kia lao nhanh xuống vực và chìm vào đại dương mênh mông. Trong phút chót của cuộc đời, chiếc xe từ từ rơi xuống. Những đồng tiền mà hắn cướp được bay lên rồi rơi vào hư không. Chính nghĩa luôn luôn chiến thắng. Những kẻ phạm pháp vô nhân tính cuối cùng cũng phải sa vào lưới của pháp luật mà thôi. Thật phí phạm cho một đời người. Đồng thời bộ phim cũng khơi gợi một niềm tin rằng chỉ cần bản thân cố gắng thì chắc chắn sẽ có ngày đạt được thành công như anh chàng Ali vậy. Rồi anh sẽ có một cuộc sống hạnh phúc bên cạnh người phụ nữ xinh đẹp của anh suốt cuộc đời. Phần 1 của bộ phim Điệp Viên Thần Tốc đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi hết video. Đừng quên like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để sớm nhận video mới nhất từ Queen nha. Hẹn gặp lại các bạn ở phần 2.